Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho cái thông tin cho các bạn một cái mẹo tăng x5 cái tốc độ khai thác cái đồng Otara từ cái dự án Imota. Và cái thông tin thứ hai là mình sẽ thực hiện tiếp tục là rút 8 đồng BUSD từ cái ví Imota này về ví cá nhân. Và cái phần mà đồng BUSD này thì là các bạn là sẽ là mở khóa từ cái phần thưởng khi các bạn đăng ký nhé. Thì cái này các bạn thực hiện giao dịch thì các bạn sẽ là rút được cứ mỗi một tuần thứ sáu hàng tuần thì nó sẽ là mở cho chúng ta rút cái đồng BUSD này về cái ví cá nhân. Đó, về ví cá nhân ở đây thì các bạn sẽ thực hiện cái rút. Và bây giờ thì mình sẽ rút 8 cái đồng BUSD này về cái ví hoặc là sàn. Thì ở đây thì mình sẽ rút thẳng về cái ví MetaMask của mình. Đây các bạn chọn cái đồng BUSD. Nếu như các bạn được mở khóa cái đồng BUSD này thì các bạn có thể là thực hiện rút cứ thứ sáu hàng tuần thì nó sẽ mở khóa, và đến chủ nhật thì các bạn có thể thực hiện cái lệnh rút đồng BUSD này về ví cá nhân nhé. Các bạn nhấn vào phần gửi này. Thì ở đây thì mình đã là rút một lần, trước là mình đã rút 10 đô rồi, 10 đồng BUSD rồi. Bây giờ mình sẽ thực hiện rút tiếp theo. Nếu như các bạn chưa rút lần nào thì các bạn nhấn vào phần thêm địa chỉ cho mình. Sau đó thì các bạn có thể là lấy địa chỉ của cái đồng mà ở trên cái ví chốt wallet hay ví MetaMask hay là các cái ví sàn, bởi vì cái đồng BUSD thì ở sàn nào cũng hỗ trợ cho chúng ta rút về rồi. Ở đây thì mình sẽ rút về cái ví MetaMask nhé. Đây các bạn chọn đồng BNB này, sau đó các bạn chép cái địa chỉ này, các bạn quay trở lại đây, các bạn dán địa chỉ cho mình. Sau đó thì bên dưới thì các bạn nhập tên ví. Đấy, ví dụ tên ví là cái ví các bạn muốn ví rút về ví chút wallet chẳng hạn, thì bạn ghi vào đây để sau này các bạn chủ yếu là các bạn nhớ thôi. Đó. Rồi tiếp theo ở đây thì mình có số dư là 8 cái đồng BUSD, hơn 8 đồng thì mình rút 8 đồng tròn nhé. Đó, còn cái số còn lại thì mình để lại để mình lại tiếp tục là mình làm cái giao dịch khác để mình mở khóa cái đồng BUSD. Nhấn tiếp tục này. Rồi, ở đây thì phí rút là 0.2 đồng BUSD nhé, ở USDT nhé. Rồi các bạn nhấn tiếp tục này. Các bạn chờ một chút này. Rồi mình sẽ nắp lại xem là cái số dư của mình còn không. Đó, số dư của mình là đã bị trừ rồi nhé. Thì bây giờ mình sẽ chờ một chút để xem là tiền nó bao nhiêu phút thì nó sẽ trả về cái ví cá nhân của mình. Rồi nó đã về rồi nhé các bạn. Đây, mình đã rút là 8 cái đồng BUSD này đã về ví thành công nhé. Đó. Ok, 8 cái đồng này thì cũng khoảng tầm 200.000 tiền tiền Việt nha các bạn. Rồi. Để tiếp theo này mình sẽ là chia sẻ cho các bạn về cái thông tin mà đào cái đồng Itora Imota ở trên cái ví này. Đây thì các bạn kích vào cái phần Otara này thì cứ một ngày thì nó sẽ có là ba cái phiên đào. Ba cái phiên đào thì đó vào bắt đầu là từ 8 giờ sáng này là một phiên này, 00 giờ đêm một phiên này, và 4 giờ chiều một phiên. Đó, một ngày là sẽ có 3 phiên. Các bạn phải nhớ là ba cái phiên đó để các bạn vào các bạn bấm đào cho mình. Nếu như bạn bỏ lỡ một phiên thì cái tốc độ của bạn nó sẽ không được duy trì mà nó sẽ bị tụt giảm như các bạn. Cho nên là các bạn phải bấm đào đều cho mình. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo để mà tăng cái tốc độ khai thác x5 lần cái đồng Imota từ cái sự kiện mới nhất từ của cái dự án Imota này. Thì cái thông tin này thì tra ở trên cái fanpage chính thức của dự án nha các bạn. Thông báo chính thức ở trên cái fanpage là Imota đầu tư cho mọi người. Đây, cái thông tin này mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở ngay trên cái fanpage của họ. Sự kiện 100 đô và x5 Otara Mailing Power cho người review có tâm nhất hệ mặt trời. Và sân chơi dành cho các bạn yêu thích Imota và Otara đã mở rồi đây, và cùng tham gia vào cái nhiệm vụ Imota để mà hoàn thành nhanh nhất các nhiệm vụ đang mở trong Imota review để nhận phần thưởng bốc lửa này nhé. Đó, thì ở đây thì ở cái sự kiện này thì nó sẽ là bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 4, từ ngày hôm qua nhé, đến ngày 25 tháng 4
2023 thì nó sẽ kết thúc. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần, đó là chúng ta sẽ có một cái phần nhiệm vụ. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ là các bạn kích vào đây, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm cái nhiệm vụ này. Rồi để làm cái nhiệm vụ này thì các bạn nhấn vào phần kết nối cho mình. Ở đây thì các bạn có thể là kết nối với cái tài khoản Decode, hay là các bạn có thể kết nối với cái ví của mình, ví cá nhân đấy. Thì các bạn kích vào đây, chúng ta sẽ kết nối với cái ví nhé. Các bạn nhấn Connect, sau đó các bạn chọn ví này. Rồi ở đây thì các bạn chọn cái mạng nào cũng được, mình sẽ chọn BNB Smart Chain, sau đó thì các bạn nhấn vào chấp nhận. Rồi các bạn chờ một chút, nó sẽ xác nhận tài khoản nhé. Các bạn quay trở lại cái ví này, nó yêu cầu chúng ta xác nhận thì chúng ta xác nhận nhé. Các bạn phải khi kết nối ví thì các bạn phải ký ký cái ví để đồng ý là cho kết nối với lại ví của mình. Rồi ok, như vậy thì đã kết nối cái ví thành công rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ đầu tiên, thì chúng ta sẽ follow vào trang Twitter nhé. Các bạn kích vào đây. Ở đây thì các bạn nhấn vào theo dõi cho mình. Nếu như Twitter các bạn chưa đăng nhập thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập. Rồi đây các bạn nhập mật khẩu nhé. Rồi chúng ta sẽ làm nhiệm vụ là chúng ta sẽ follow Twitter này. Rồi sau khi follow xong thì các bạn quay trở lại này. Các bạn quay trở lại lần nữa, quay trở lại cái trang nhiệm vụ. Các bạn cứ quay trở lại đến khi mà chúng ta quay trở lại cái phần nhiệm vụ nhé. Đây các bạn bấm vào đây. Nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ retweet lại cái bài này, và chúng ta sẽ like cái bài và chúng ta post lại cái bài của họ nhé. Sau đó các bạn nhấn vào claim điểm này. Rồi ở đây claim không thành công, nó là do cái mình kết nối với cái tài khoản là không đúng. Các bạn kích vào đây. Rồi các bạn nhấn claim, nhấn lại này, làm lại nhiệm vụ nhé. Rồi sau đó các bạn quay trở lại nhiệm vụ này. Các bạn nhấn vào claim lại để mà các bạn nhận được 50 cái điểm XP này. Rồi nó sẽ báo xanh như thế này, là chúng ta là xong cái nhiệm vụ về cái nhiệm vụ về cái trang cheater nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ thứ hai. Khi bạn hoàn thành xong nhiệm vụ thì cái nhiệm vụ chúng ta đã bị mất. Ở đây thì mình sẽ xem nó là cái nhiệm vụ gì. Cái nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là sẽ là đánh giá 5 sao cho cái app của họ ở trên App Store hoặc là Google Play. Thì các bạn kích vào đây. Tiếp theo các bạn sử dụng hệ điều hành nào. Nếu như các bạn sử dụng iPhone thì các bạn kích vào App Store, các bạn bình chọn 5 sao, sau đó các bạn có thể là review tốt về dự án. Hai là các bạn sử dụng bằng iPhone thì các bạn có thể kích vào đây. Mình dùng Android, mình sẽ kích vào đây, sau đó các bạn nhấn vào 5 sao này. Ở đây thì các bạn bình chọn vào đây, các bạn ghi chữ gom là được nhé. Sau đó thì các bạn nhấn đăng cho mình. Đó, như vậy là đã mình chọn xong. Khi xong thì các bạn chụp lại cái này cho mình, chụp lại cái màn hình này nhé. Là bạn đã làm nhiệm vụ, sau đó thì các bạn quay trở lại đây, các bạn nhấn vào cái biểu tượng này, chúng ta upload cái ảnh này lên. Đây, các bạn upload cái ảnh này lên cho mình, sau đó thì các bạn nhấn vào cái làm điểm. Ok, như vậy là cái nhiệm vụ thì đã xong nhé. Tiếp theo các bạn kéo lên, chúng ta làm các cái nhiệm vụ là tiếp theo này. Thì cái nhiệm vụ này chúng ta làm rồi thì các bạn sẽ không kích vào được nhé. Chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ này. Thì cái nhiệm vụ này nó yêu cầu chúng ta là để lại cái địa chỉ ví Imota Wallet của các bạn, để mà khi các bạn trúng vào cái sự kiện này thì nó sẽ trả cái phần thưởng cho các bạn theo cái địa chỉ ví nhé. Thì các bạn kích vào đây cho mình này. Chúng tôi sẽ gửi phần thưởng cho bạn nếu như các bạn trúng sự kiện này. Đó, thì các bạn gửi địa chỉ ví Imota vào đây. Thì các bạn mở cái phần địa chỉ ví của Imota thì các bạn kích ở bên trên này này. Ví chính này, các bạn bấm vào đây. Nó sẽ tự động nó sao chép địa chỉ ví cho các bạn nhé. Sau đó các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ, các bạn dán cái địa chỉ ví vào đây.
Đó, các bạn dán địa chỉ ví, sau đó các bạn nhấn vào column điểm này. Đó, như vậy là chúng ta hoàn thành xong một cái tiếp một cái nhiệm vụ tiếp theo nhé. Rồi chúng ta sẽ còn một cái nhiệm vụ nữa ở đây. Rồi, các bạn kích vào đây cho mình. Rồi chúng ta sẽ xem cái hướng dẫn tiếng Việt nhé. Thì cái này thì chúng ta sẽ là review về cái khen lợi về dự án, khen tốt về dự án đấy nha các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ chọn bằng mình đã soạn sẵn một cái đoạn văn về khen ngợi về các dự án này rồi, thì mình sẽ để ở đây này. Đó, mình sẽ chép vào, mình dán vào đây thế thôi. Sau đó các bạn nhấn Claim. Thì cái nội dung khen ngợi thì các bạn cứ khen tốt về dự án là được nhé các bạn. Rồi sau khi các bạn hoàn thành xong tất cả các cái nhiệm vụ ở đây thì là chúng ta đã là hoàn thành cái nhiệm vụ rồi, và chúng ta chỉ chờ cái dự án này nó cái phê duyệt cái nhiệm vụ của chúng ta, và nếu như chúng ta may mắn trúng thưởng thì nó sẽ phân phối cái phần thưởng của chúng ta về cái ví cá nhân Imota của chúng ta nhé. Thì cái phần thưởng ở đây là cái tổng phần thưởng là các bạn có thể nhận lên đến 100 đô la từ cái sự kiện này. Rồi ok, thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.